Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Luật sư Doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, Chính phủ đã khẳng định năm 2017 là năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp và năm 2018 sẽ tiếp tục là năm cắt giảm chi phí cho cộng đồng doanh nghiệp. Có thể thấy, những lo lắng về gánh nặng chi phí, bao gồm cả chi phí tuân thủ và chi phí không chính thức, vẫn đang là những mối lo hiện hữu cho cộng đồng doanh nghiệp, và Chính phủ cũng đã nhận ra điều này. Hàng loạt chiến dịch và hành động đã được thực hiện trong năm qua nhằm tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục hành chính, về những thủ tục gây tốn kém về mặt chi phí thời gian và chi phí thực hiện cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế có như kỳ vọng của doanh nghiệp hay không? Cần phải làm gì để nó thực sự là năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp? Nội dung trên sẽ có trong chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này với chủ đề Doanh nghiệp với nỗi lo thủ tục và chi phí. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, còn nhớ trong buổi đối thoại cùng doanh nghiệp năm 2017 được tổ chức vào trung tuần tháng 5 năm 2017 với chủ đề Đồng hành cùng doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định chọn năm 2017 là năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp và năm 2018 sẽ vẫn tiếp tục công cuộc cắt giảm này. Điều này một lần nữa chứng tỏ những lo lắng về gánh nặng thủ tục và chi phí, bao gồm cả chi phí tuân thủ và chi phí không chính thức, vẫn đang là những mối quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn phải kể đến những quan ngại về vấn đề thủ tục chồng chéo làm khó doanh nghiệp. Mời quý vị đến với phóng sự sau của chúng tôi để hiểu những lo lắng này của cộng đồng doanh nghiệp. Thực hiện thủ tục nào trước, thủ tục nào sau? Những thủ tục tưởng chừng đơn giản mà lại bị kéo dài thời gian thực hiện một cách khó giải thích. Thì ví dụ như là công ty tôi gần đây chẳng hạn có thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, thay đổi cả hình thức của doanh nghiệp từ trách nhiệm hữu hạn sang cổ phần, thì chúng tôi chuyển từ quận Bắc Từ Liêm sang quận Nam Từ Liêm, thì chúng tôi làm hồ sơ thì tôi thấy phải ký rất nhiều các loại hồ sơ mà tôi chẳng biết là nếu hồ sơ đó để mà tôi đọc thì tôi cũng rất là mất thời gian, tôi không biết là tôi ký vào để giải quyết các vấn đề gì khi mà cả một đống hồ sơ đi nộp lên cơ quan nhà nước không biết có ai xem không, ai là người xem, ai là người kiểm soát cái hồ sơ đó nó đúng sai hay như thế nào. Đấy, thực sự là rất là phiền phức. Thì chúng tôi làm mất tới hơn một tháng trời mới nhận được xong xuôi cái quyết định cuối cùng là mới chuyển xong. Mà hơn một tháng trời chỉ việc cái việc là chuyển hình thức doanh nghiệp thôi. Hoặc các quy định chưa thống nhất, không đồng bộ giữa các luật dẫn đến chồng chéo về mục tiêu, nội dung quản lý, cơ quan thẩm định và phê duyệt. Trước đây theo luật đầu tư cũ năm 2004 thì nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư trong lĩnh vực phân phối hàng hóa ở Việt Nam, thực hiện hoạt động bán buôn bán lẻ, lập cơ sở bán lẻ ở Việt Nam thì bắt buộc phải có một thao tác đó là xin có ý kiến bằng văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương. Cái này được hướng dẫn trong cái nghị định 23 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn luật thương mại thì có nói rõ về vấn đề này. Tuy nhiên là theo luật đầu tư 2014 thì không yêu cầu phải xin ý kiến của các bộ ban ngành khi cấp giấy chứng nhận đầu tư. Đấy, nếu như vậy thì ở đây lại có một sự chênh lệch, sự không thống nhất giữa hai văn bản. Ở trong luật đầu tư rõ ràng là khi thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư, nhà đầu tư chỉ đáp ứng các điều kiện vào hồ sơ, và trong quá trình thẩm tra xét duyệt hồ sơ để mà cấp giấy chứng nhận đầu tư không cần phải xin ý kiến của các cấp bộ ban ngành có liên quan. Trong khi đó thì theo luật thương mại và văn bản hướng dẫn đấy, cái văn bản hướng dẫn đó nói rõ phải xin ý kiến và có văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương. Hoặc có quy định giống nhau chỉ cần thực hiện một lần, song trên thực tế doanh nghiệp vẫn phải thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần qua nhiều năm. Tôi nói ví dụ bây giờ chúng tôi có 4 địa điểm kinh doanh cần thay đổi thì chúng tôi mất 4 lần. Thì cái chi phí đương nhiên lại liên quan 4 lần. Đấy, còn nếu mà cứ thay đổi một cần thuê chỗ mới chúng tôi lại phải làm một lần nữa. Đấy thì nếu mà như lần cách cũ ấy, thì là 4 lần trong một tờ thì chỉ tính phí một lần thôi. Nhưng bây giờ phải là 4 lần đó. Đấy, thì tôi thấy bất cập ở chỗ đó. Thứ hai là trong cái việc mà cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho công ty chúng tôi là kinh doanh nông sản thực phẩm. Như trước kia người ta ghi chữ là đủ điều kiện để kinh doanh hàng nông sản thực phẩm. Nhưng bây giờ đã ghi rõ là đủ điều kiện để kinh doanh thịt gia súc, gia cầm, trứng, rau, củ, quả. Có nghĩa là gì? Chúng tôi bị giới hạn trong phạm vi đó. Nếu muốn kinh doanh mới lại phải đến xin phép lần nữa. Theo quy trình hàng năm chúng tôi đều phải xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế. Tuy nhiên, giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế quy định chỉ có hạn 1 năm, trong khi những giấy phép mà
trong khi những giấy của nhà sản xuất có hạn đôi khi từ 3 đến 5 năm, việc đăng ký giấy phép nhập khẩu mất 3 đến 8 tuần và doanh nghiệp phải làm việc này hàng năm. Số lượng giấy tờ đôi khi là lặp lại từ năm này qua năm khác. Việc này không chỉ gây tốn thời gian cho phía doanh nghiệp mà còn cho phía cơ quan quản lý nhà nước. Cùng với đó, cách hiểu luật, quy trình thực thi luật cũng như sự chồng chéo, thiếu đồng bộ trong hệ thống pháp luật cũng khiến cho doanh nghiệp vẫn kêu khó và kêu khổ. Tôi cảm thấy là nó như một cái sự chồng chéo ấy. Nó như một cái sủng chéo và cái cải tiến của chúng ta nó chưa được trọn vẹn và có thể là nó có thể gọi là nửa vời. Đó chỉ là số ít trong những khó khăn và vướng mắc mà doanh nghiệp hiện nay đang mắc phải mà chúng tôi ghi nhận được. Những khó khăn về thủ tục không chỉ gây mất thời gian cho doanh nghiệp mà còn gây tốn kém, phát sinh nhiều chi phí không đáng có. Khi mà gánh nặng về vấn đề thủ tục, sự chồng chéo trong các quy định khiến doanh nghiệp còn hoang mang, thì họ lại tiếp tục phải gánh thêm một mối lo khác. Đó chính là mối lo về gánh nặng chi phí. Chi phí tuân thủ pháp luật, chi phí làm các thủ tục hành chính, thuế, phí, lệ phí thì còn cao trong cơ cấu chi phí chung của doanh nghiệp. Một số quy định về thủ tục hành chính chồng chéo, phức tạp, thậm chí không thực sự cần thiết, làm gia tăng thời gian và chi phí chính thức của doanh nghiệp. Về chi phí không chính thức, đối với tiệm cận các dịch vụ công như đăng ký kinh doanh, đăng ký thương hiệu, khai báo, thuế, hải quan, v.v. Những chi phí này đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, đối với các khoản chi phí cho việc tiếp cận dịch vụ công như xin cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, đấu thầu, đánh giá tác động môi trường, tiếp cận vốn ngân hàng chưa thấy có sự cải thiện. Ngoài ra, trong các lĩnh vực doanh nghiệp thường xuyên bị kiểm tra, thanh tra như chấp hành pháp luật thuế, lao động, môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, doanh nghiệp phải tiếp tục chi các khoản chi không chính thức. Tình hình này cũng chưa thấy có sự cải thiện. Chi phí chính thức và không chính thức còn cao, như đã nói ở trên, dẫn đến giá thành sản phẩm cao, làm giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng. Kết quả điều tra năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2016 cho thấy, chi phí không chính thức giai đoạn năm 2014-2016 chưa có dấu hiệu cải thiện và có xu hướng tiêu cực hơn giai đoạn 2008-2013. Cụ thể, 66% doanh nghiệp tại tỉnh Trung Vị phải móc hầu bao cho các khoản không chính thức. 9% đến 11% doanh nghiệp tham gia điều tra từ năm 2014 đến năm 2016 cho biết khoản chi không chính thức này chiếm hơn 10% tổng doanh thu của họ, cao hơn hẳn mức 6-8% trong giai đoạn 5 năm trước đó. Bên cạnh đó, còn phải kể đến chi phí thời gian. Liên tục trong 3 năm, từ 2014 đến 2016, tại các tỉnh Trung Vị, cứ 3 doanh nghiệp thì có 1 doanh nghiệp, tương đương với 35%, phải dành trên 10% quỹ thời gian của mình để thực hiện các thủ tục hành chính. Và cho dù nhiều chương trình đơn giản hóa thủ tục hành chính được công bố, luật doanh nghiệp năm 2014 cũng đã có những quy định cụ thể và rõ ràng. Nhưng tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá thủ tục hành chính giấy tờ đơn giản hơn vẫn tiếp tục giảm, từ 62% năm 2013 xuống 51% năm 2015 và 49% trong năm 2016. Rõ ràng, để có thể đạt được những mục tiêu mà chính phủ đã đề ra, như đến năm 2020, cả nước có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, thì có lẽ những việc làm cần thiết và trước mắt là phải giảm được những mối lo về gánh nặng chi phí cũng như thủ tục, thì doanh nghiệp mới có động lực để hình thành và phát triển. Có thể thấy hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp được điều chỉnh bởi rất nhiều luật khác nhau như luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật xây dựng, luật đất đai, luật bảo vệ môi trường hay luật đấu thầu v.v. Và từ luật đến thực tiễn triển khai và đến kỳ vọng của doanh nghiệp vẫn còn một khoảng cách khá xa. Và để thu hẹp khoảng cách đó, không chỉ cần những nỗ lực từ phía cơ quan quản lý nhà nước mà còn từ phía chính cộng đồng doanh nghiệp. Mời quý vị đến với những ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được. Rõ ràng với những lo lắng và vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải từ vấn đề thủ tục và chi phí, điều mà các doanh nghiệp mong đợi nhất hiện nay có lẽ là những bước tiến về thể chế chính sách để có thể giải quyết được các vấn đề còn mâu thuẫn trong các văn bản dưới luật,
hay chính sách ban hành chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn. Doanh nghiệp cũng mong chờ những cải thiện từ phía cơ quan công quyền, giảm thủ tục hành chính, v.v. Tôi có hỏi một câu là nếu doanh nghiệp sẽ chọn nước nào? Thì có đến 6,4% doanh nghiệp FDI họ cho rằng họ sẽ chọn nước khác. Thì đấy là một thông tin mà cho rằng là hiện nay làm sức ép đối với Việt Nam. Dòng vốn sẽ chảy về chỗ nào là thuận lợi nhất. Không chỉ là hạ tầng tốt, không chỉ là nhân lực tốt, rẻ, mà còn thủ tục hành chính thuận lợi. Thì chỗ nào mà thuận lợi thì dòng vốn sẽ chảy vào đấy. Chúng tôi e ngại là hiện tại bức tranh tương đối tốt về đầu tư nước ngoài, về cái lạc quan. Nhưng mà thời gian tới như thế nào? Về cắt giảm các cái giấy phép cũng như điều kiện kinh doanh, đấy là cái việc của cái bộ máy công quyền. Thế thì một là như là chính phủ đề ra là tự mình rà soát và tự mình cắt giảm. Thì đó đòi hỏi một cái dũng khí cũng như là quyết tâm chính trị rất lớn thì mới làm được. Nhưng mà lúc nãy tôi có trao đổi, thì bên cạnh cái đó thì phải có những cái biện pháp mà kiểm tra cái việc mà các bộ ban hành có cài cắm những quy định mà coi như là nó gọi là giấy phép bất hợp lý hay không ấy, thì cần một cái tổ tư vấn nó tương đối độc lập để tư vấn cho thủ tướng để mà giao cho các bộ chỗ này là chưa được này, chỗ này chưa hợp này. Cái quá trình cải cách, mọi quá trình cải cách đều cần cái nỗ lực từ hai phía. Ở đây có chuyện là một là các cái doanh nghiệp là phải phản ánh ngay với các cơ quan chính quyền những cái khó khăn vướng mắc của họ và cũng hiến kế với cơ quan chính quyền những cái giải pháp để xử lý. Vì thứ hai là chính bản thân cộng đồng doanh nghiệp thì cũng cần gương mẫu và minh bạch trong quá trình thực hiện các cái thủ tục. Và như trên tôi nói là việc xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp mà cũng minh bạch, cũng liêm chính là một yêu cầu của quá trình cải cách. Ở đây cái bước tiến tới cải cách là một cái bước đi mà cần phải cái sự song hành của cả hai bên. Thực ra cái quy định thì hiện tại doanh nghiệp được làm những gì pháp luật không cấm. Tuy nhiên cái việc tiến hành các thủ tục về đầu tư, nó doanh nghiệp phụ thuộc các cơ quan nhà nước. Khi thực hiện các thủ tục này, đương nhiên có nghĩa là doanh nghiệp phải đáp ứng các vấn đề về hồ sơ, phải đi theo các quy trình và điều kiện mà cơ quan nhà nước, các cơ quan triển khai luật, quy định áp dụng thực hiện luật. Nên ở đây đó chính là cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký đầu tư, sở quay đầu tư ở các tỉnh, rồi thậm chí các cơ quan cấp bộ. Thì ở đây các cơ quan đấy họ áp dụng luật đầu tư chuẩn thì doanh nghiệp có thể nói là được nhờ. Còn trong trường hợp họ áp dụng theo luật đầu tư là một chuyện, họ vẫn theo những cái xu hướng của các cái thói quen của luật cũ, hoặc là có thể vẫn còn lăn tăn về việc là hiện tại còn nhiều văn bản khác đang có hiệu lực, nó vẫn quy định về điều đấy, thì chính các cơ quan nhà nước mới là cơ quan mà họ cần thiết phải có những cái hiểu và cách áp dụng rõ ràng, thì doanh nghiệp họ có được hưởng được những cái lợi ích từ là doanh nghiệp luật đầu tư mới. Tôi cũng mong muốn là những cái khó khăn cần nữa là cái thông tin. Thông tin phải công khai một cách minh bạch, thông tin về quy hoạch, thông tin về các cái chỉ số, thông tin về các cái thủ tục hành chính, thông tin về sự hướng dẫn và sự vào cuộc của cộng đồng, các cái công chức. Một phần nữa chúng tôi cũng đề nghị là phải tập trung nâng cao cái năng lực cạnh tranh, năng lực làm việc của một cán bộ công chức, một bộ phận công chức đang gây nhũng nhiễu cho cộng đồng doanh nghiệp. Chúng ta phải thay đổi nhiều hơn nữa, phải cải cách nhiều hơn nữa về thủ tục hành chính, và cái đó là cái đang đặt ra những rào cản đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều rào cản có nghĩa là doanh nghiệp của chúng ta hoạt động không thuận lợi, không được thúc đẩy, không được hỗ trợ và không được thuận lợi. Và doanh nghiệp của mình hoạt động không được thuận lợi, trong lúc đó doanh nghiệp của người ta ở bên ngoài họ hoạt động được thuận lợi hơn và càng được hỗ trợ hơn, thì rõ ràng là cái năng lực cạnh tranh, cái cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam ta nó thua thiệt hơn nhiều so với cái đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân trong nước, nó thua thiệt hơn nhiều so với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng như là so với các doanh nghiệp khác. Với những mong muốn này từ cộng đồng doanh nghiệp, chính phủ đã có những khẳng định nhấn mạnh tinh thần nói đi đôi với làm, và có lẽ cộng đồng doanh nghiệp hoàn toàn có cơ sở để gạt đi mối lo của mình về những khó khăn từ thủ tục, về những gánh nặng từ chi phí khi nghe những khẳng định từ người đứng đầu chính phủ về một năm 2017, năm giảm chi phí cho doanh nghiệp, và năm 2018 sẽ tiếp tục là năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Phần cuối của chương trình như thường lệ mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật.
Thưa quý vị, tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, anh Nguyễn Hồng Nhật ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội có viết thư về chương trình và hỏi: tôi có vài vấn đề mong được chuyên mục tư vấn pháp luật giải đáp giúp, cụ thể như sau. Bố tôi có công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, có làm thủ tục ngừng hoạt động đến tháng 10 năm 2015 và từ đó đến nay thì công ty của bố tôi cũng vẫn chưa hoạt động, không xuất hóa đơn, không báo cáo thuế, không nộp thuế môn bài năm 2016 và đến bây giờ là năm 2017. Vậy thì cho tôi hỏi, công ty của bố tôi có bị phạt gì hay không? Và bố tôi muốn giải thể công ty, nếu như vậy thì bố tôi cần phải làm những thủ tục ra sao? Mong sớm được nhận sự tư vấn của chuyên mục. Tôi xin cảm ơn. Xin mời luật sư. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Trong trường hợp này, do bạn không ghi rõ ràng, cụ thể, thì tôi xin trả lời một cái cách chung nhất. Thời điểm hết thông báo tạm ngừng đăng ký, tạm ngừng kinh doanh, thì công ty của bố bạn sẽ phải hoạt động trở lại. Do vậy, tính kể từ thời điểm đó, công ty của bố bạn sẽ phải thực hiện việc đóng thuế môn bài. Theo những cái thông tin bạn cung cấp thì đó là thuế môn bài của năm 2016 và năm 2017. Ngoài ra, công ty cũng phải thực hiện cái việc nộp các tờ khai thuế, các báo cáo thuế theo quý và báo cáo tài chính theo năm một cách đầy đủ. Nếu bạn chậm nộp hoặc không nộp thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Và riêng tiền thuế thì bạn sẽ còn phải bị phạt cả tiền lãi do chậm nộp thuế nữa. Và trong trường hợp này, nếu như công ty của bố bạn muốn thực hiện việc giải thể công ty thì bạn cần phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính như tôi vừa nói ở trên. Bạn hãy liên hệ với cơ quan quản lý thuế trực tiếp của công ty để được hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục về thuế. Đồng thời, sau khi bạn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, bạn sẽ phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác đối với người lao động như việc thanh toán trả các khoản lương và thanh toán trả các khoản nợ cho các chủ nợ khác nếu có. Và bạn phải làm một thủ tục, đó là thủ tục đóng mã số thuế tại cơ quan thuế. Sau đó, bạn tiến hành nộp hồ sơ giải thể tại phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty bạn đặt trụ sở chính. Và bạn tiến hành trả con dấu và cho cơ quan công an quản lý nếu có. Để bạn cần biết hồ sơ giải thể cơ doanh nghiệp mà cụ thể bao gồm những giấy tờ gì thì bạn có thể lên trang web của Sở Kế hoạch Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính để được hướng dẫn hồ sơ một cách đầy đủ. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn và cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.